Công Tứ và anh Đoàn Trọng rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV để quay trở lại với phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Lúc nãy trước khi phần break của chương trình thì đã có đưa cho thông tin quý vị liên quan đến một trong những người đến từ đảng Cộng Hòa là bà Liz Cheney đã phải đối mặt với sự khai trừ của đảng Cộng Hòa. Vậy thì ông Ted Cruz đứng trước sự việc này thì ông đã có những tuyên bố như thế nào thưa anh? Vâng, cảm ơn ông Tứ. Khi ông Tứ đưa ra một trong những nhân vật hiện nay rất có thể nó nổi đình nổi đám của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cần biết thêm về phía gia đình của bà Liz Cheney. Bà Liz Cheney là con gái cưng của ông Phó Tổng thống Dick Cheney, là một trong những người có đầy đủ quyền lực của đảng Cộng Hòa. Ông đã từng là Bộ trưởng Quốc phòng, đã từng là Phó Tổng thống cho Tổng thống Bush trong thời kỳ là gọi là 8 năm. Tất cả những sự việc này liên quan đến vấn đề gọi là chế giễu bà Liz Cheney, một trong những nhân vật mà hình như tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa muốn đứng về phía cựu Tổng thống Donald Trump để loại trừ bà Liz Cheney. Nhưng bà Liz Cheney là một trong những thành viên của Ủy ban điều tra của Hạ viện về vấn đề bạo động ngày 6 tháng 1 tới đây. Thế thì ông Ted Cruz là một trong những người đã đưa ra một cái câu nói khôi hài, có thể nói là châm biếm. Thế thì bây giờ bà Liz Cheney nên tranh cử Tổng thống vào năm 2024 với tư cách là một thành viên của đảng Dân Chủ. Bà Liz Cheney cũng không vừa ăn miếng trả miếng, bà trả lời một cái cách thảo luận về việc bà Liz Cheney có nhắm vào vị trí Tổng thống năm 2024 hay không, thì bà đã tuyên bố tôi sẽ là một trong những người đại diện cho đảng Cộng Hòa để có thể tranh cử vào chức vụ Tổng thống năm 2024. Vì bà nói rằng tôi là người muốn xây dựng đảng Cộng Hòa không đi theo một cái đường lối trái với hiến pháp và đã trái lối với cái nền dân chủ mà chúng ta đã thực thi trong bao nhiêu năm qua. Đó là một trong những người phụ nữ cũng có thể nói là cứng rắn. Nhưng cái việc trước tiên là chúng ta chờ xem kết quả của cái cuộc bầu cử vào năm 2022 tới đây của cái chức vụ dân biểu cho một cái đơn vị tại tiểu bang Wyoming nó sẽ như thế nào. Đó là cái kết quả của cái câu trả lời với thượng nghị sĩ Ted Cruz. Cảm ơn anh Đoàn Trọng. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta đi đến một vài những sự kiện diễn ra ngay trên thế giới và đầu tiên đến từ Afghanistan. Hiện thì lực lượng của Taliban họ đã tổ chức một cuộc duyệt binh ngay tại thành phố Kabul. Đợt duyệt binh diễn ra bằng cách sử dụng hàng chục chiếc xe bọc thép do Hoa Kỳ sản xuất và máy bay trực thăng của Nga đã bị bắt để phô trương sức mạnh khi phiến quân của Taliban tiếp tục xây dựng một quân đội thường trực sau khi giành được quyền kiểm soát Afghanistan. Hầu hết những vũ khí và trang bị mà lực lượng Taliban sử dụng hiện nay đều do Hoa Kỳ cung cấp cho chính phủ ở Kabul với mục đích thúc đẩy cuộc chiến chống lại quân nổi dậy. Các vật phẩm cũng như là dịch vụ quốc phòng trị giá 28 tỷ Mỹ Kim đã được chuyển từ Hoa Kỳ cho chính phủ Afghanistan từ năm 2002 cho đến năm 2017. Quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy một số phương tiện và thiết bị khác trước khi rút quân khỏi Afghanistan vào đầu năm nay. Nhưng một lượng lớn thiết bị đáng kể đã bị bỏ rơi và bị Taliban hiện đang sử dụng. Trở lại một với nguồn tin làm chấn động những người dân ở một trong những thành phố nổi tiếng ở bên Anh, đó là thành phố Liverpool, mà người Việt chúng ta cũng rất thích cái thành phố này vì đó nó có một cái đội bóng đá mà người Việt rất thích, đó là đội Liverpool. Thế thì ngày hôm qua cảnh sát Anh cho biết họ có thể theo dõi về vấn đề kích hoạt nổ ở ngoài bệnh viện Liverpool như thế nào. Vào ngày hôm qua, cảnh sát của Anh Quốc cho biết thiết bị nổ được kích hoạt bên ngoài bệnh viện ở ngay tại thành phố Liverpool, nhưng chưa rõ động cơ và nghi phạm nhưng coi đây là một vụ khủng bố. Thiết bị nổ được kích hoạt trên xe taxi bên ngoài bệnh viện phụ nữ Liverpool, miền trung của nước Anh vào hôm qua. Nghi phạm đã mang khối thuốc nổ đã thiệt mạng trong xe, tài xế thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ, không có ai bị thương ở ngay tại bệnh viện. Cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm thiệt mạng nhưng chưa tiết lộ thông tin. Trợ lý cảnh sát trưởng phụ trách chống khủng bố là Russ Jackson đã cho hay, động cơ dẫn tới sự việc vẫn chưa được làm rõ, nhưng đây được coi là một vụ khủng bố và lực lượng chống khủng bố đang tiến hành điều tra. Điều đáng kinh ngạc là tài xế đã kịp thoát khỏi xe và nhanh trí khóa cửa xe nhốt tên khủng bố ở bên trong. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra rõ sự việc. Một trong những sự kiện gia tăng quân sự gần đây ở tại biên giới Ukraine và Cộng hòa Liên bang Nga đã trở nên sôi nổi không kém gì tất cả những sự kiện gia tăng mức độ quân sự ở tại bán đảo Đài Loan. Thế thì phía tổ chức của NATO đã có những ý kiến như thế nào về vấn đề gọi là gia tăng quân sự ở tại biên giới của Ukraine? Tổng thư ký ông Stoltenberg cho biết NATO đang theo dõi sát tình hình gần biên giới với Ukraine và lên tiếng kêu gọi Nga cần phải minh bạch về hành động quân sự. Tổng thư ký NATO hôm nay nói sau cuộc gặp với lại Ngoại trưởng Ukraine cho biết, NATO vẫn duy trì cảnh giác, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Mọi hành động gây hấn hoặc hung hăng của Nga đều gây ra lo ngại sâu sắc. Chúng tôi kêu gọi Moscow cần minh bạch về các hoạt động quân sự của nước này. Quan chức của NATO cho biết thêm rằng Nga đang tập trung một lượng lớn những quân lực bất thường gần biên giới với Ukraine trong những tuần gần đây, nhấn mạnh cần giảm căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột. Các nước phương Tây nhiều lần cũng bày tỏ lo ngại về hành động điều chuyển lực lượng của Moscow
Moldova, đồng thời cáo buộc phía Nga đã đưa binh sĩ cũng như là khí tài qua biên giới của Ukraine. Bộ Ngoại giao Đức vào ngày hôm nay cũng kêu gọi Moscow cần phải kiềm chế ở khu vực biên giới, trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken cùng Ngoại trưởng của Pháp hôm qua cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự của Nga ngay tại vùng biên giới phía Tây và nhấn mạnh cam kết bảo vệ cho Ukraine. Khi chúng ta đề cập đến khối NATO, khối miền nước Bắc Đại Tây Dương thì không thể nào chúng ta không đề cập đến vấn đề cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ. Hiện nay cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đang gặp phải những cái gì về vấn đề gia tăng quân sự ở tại Ukraine? Thông tin sáng vào ngày hôm nay cho biết cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đang gặp rất nhiều khó khăn với một điểm mù tình báo khi họ tiếp tục theo dõi các hoạt động quân sự bất thường của Nga gần biên giới với Ukraine. Các quan chức Hoa Kỳ đã công khai nói rằng họ chưa biết ý định của Nga là gì và có lo ngại rằng nước này đang muốn lặp lại cuộc xâm lược từng diễn ra vào năm 2014 đối với lại những nước láng giềng. Từ lâu thì Hoa Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể xâm nhập vào Điện Kremlin hoặc có được thông tin tình báo xung quanh Tổng thống Nga ông Putin cũng như là nội bộ của ông. Về diễn biến hiện tại của đất nước thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết với chủ quyền và độc lập của Ukraine. Trong lúc đó thì Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Vladimir Putin ông đã từ chối tất cả những cái đề xuất của Bộ Quốc phòng đó là tổ chức tập trận không báo trước tại Biển Đen, có phải không? Đúng như vậy thưa quý vị, ông từ chối quyết định này vì cho rằng không nên gây thêm căng thẳng với NATO. Tổng thống Nga ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn, trong đó ông tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất tổ chức một đợt tập trận đột xuất ngay tại vùng Biển Đen. Tuy nhiên tôi cho rằng đó là điều vô nghĩa và không cần phải làm leo thang căng thẳng tại Biển Đen. Do đó Bộ Quốc phòng Nga chỉ triển khai lực lượng giám sát máy bay quân sự cùng với lại chiến hạm NATO ngay tại khu vực này. Có một vài nhà khoa học đã tiên đoán rằng cuộc chiến tranh ở trên trái đất sẽ không tồn tại và trong tương lai sẽ có một cái cuộc chiến tranh ở trên quỹ đạo không gian. Đến bây giờ thì Hoa Kỳ và Nga có thể đó là những quốc gia có những là tiềm năng có thể có những cái cuộc gọi là giao tranh ở trên quỹ đạo trái đất. Thế thì Hoa Kỳ cáo buộc Nga gần đây có những cái sự kiện như thế nào? Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã lên tiếng cáo buộc Nga phóng tên lửa phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo, gây nguy hiểm cho trạm vũ trụ quốc tế và các thiết bị không gian. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken trong một tuyên bố đã cho biết, Nga liều lĩnh thực hiện cuộc thử nghiệm phá hủy vệ tinh của chính mình, sử dụng tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất có tên là DAESAT vào ngày 15 tháng 11. Vụ thử này đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ có thể theo dõi cùng hàng trăm ngàn mảnh vụn nhỏ hơn. Công ty phân tích công nghiệp vũ trụ là Sierra Data cho biết mục tiêu là Cosmos 1408, vệ tinh tình báo báo hiệu được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào năm 1982 và đã ngừng hoạt động hàng chục năm nay. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cho biết về phía Washington không được thông báo trước về cuộc thử nghiệm này, thêm rằng Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi sát năng lực quân sự của Nga. Bộ Quốc phòng của Nga vẫn chưa bình luận về thông tin. Đã từ lâu, Hồng Tứ có khi nào theo dõi và nghe tin về một cái tổ chức cảnh sát quốc tế có tên là Interpol không? Dạ có. Trong đối với tổ chức Interpol này có một cái sự kiện gần đây nổi bật nhất, đó là vấn đề một số dân biểu một số quốc gia đã từ chối với sự tham dự vai trò của Interpol với một nhân vật đến từ Trung Quốc, phải không? Ông Hồ Bân Sâm là một trong những ứng cử viên vị trí giám sát ngay tại Interpol, bị 50 dân biểu từ 20 quốc gia phản đối vì lo ngại Trung Quốc sẽ lạm dụng cơ quan này. Hồ Bân Sâm là quan chức Bộ Công an Trung Quốc được đề cử vào Ủy ban điều hành 13 thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế có tên gọi là Interpol, nơi chịu trách nhiệm giám sát công việc của Ban Tổng Thư ký. Ủy ban họp 3 lần mỗi năm để đề ra chính sách, phương hướng và cuộc bầu cử thành viên sẽ diễn ra tuần tới trong cuộc họp Đại hội đồng ở ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm dân biểu thuộc Liên minh Nghị viện của Trung Quốc đã viết thư cho chính phủ nước họ để phản đối về việc đề cử ông Hồ Bân Sâm. Họ cho rằng hành động này làm dấy lên lo ngại Trung Quốc muốn thực thi luật pháp của họ ở nước ngoài và lạm dụng thông báo đỏ, có nghĩa là yêu cầu truy bắt nhằm dẫn độ hoặc hệ thống cảnh báo của Interpol. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những sự kiện diễn ra trên thế giới. Bây giờ chương trình xin được tạm dừng trong vòng ít phút. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. We'll be right back.
quay trở lại với phần tư của chương trình Thế giới chuyển động trong buổi sáng thứ ba. Trước khi chúng tôi đề cập đến tất cả những tin tức liên quan đến vấn đề COVID-19 đang lây lan và tăng giảm như thế nào ở tại Việt Nam, thì quý vị cho phép Hồng Tứ gửi đến quý vị một cái tin quan trọng, đó là vào ngày 28 tháng 11 tới đây có thể có một cái đường bay trực tiếp Việt Nam Airlines đi từ Hoa Kỳ về Việt Nam liền, phải không? Đúng như vậy thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 11 thì Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên với Hoa Kỳ. Thông tin này được ông Lê Hồng Hà, là Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines, cho biết tại diễn đàn thúc đẩy giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ trong hoàn cảnh mới diễn ra vào ngày 16 tháng 11 theo giờ của Việt Nam. Tại diễn đàn này thì hãng cũng nhận chứng chỉ bay thẳng được thường lệ đến Hoa Kỳ từ cấp có thẩm quyền. Theo ông Lê Hồng Hà thì thời gian đầu hãng sẽ khai thác đường bay nối giữa Sài Gòn và San Francisco với tần suất là 2 chuyến mỗi tuần. Khi dịch bệnh được kiểm soát và các đường bay quốc tế thường lệ được khai thác thì hãng sẽ nâng tần suất các chuyến bay thẳng thương mại tới Hoa Kỳ lên 7 chuyến một tuần. Theo kế hoạch của Vietnam Airlines, chuyến bay đầu tiên chiều đi sẽ khởi hành từ thành phố Sài Gòn vào tối ngày 28 tháng 11 theo giờ của Việt Nam, kéo dài 13 tiếng 50 phút. Chuyến bay chiều về xuất phát từ San Francisco vào đêm ngày 29 tháng 11 giờ của Hoa Kỳ và hạ cánh tại Sài Gòn vào sáng ngày 1 tháng 12 với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút. Các chuyến bay sẽ được thực hiện bằng Boeing 787-9 Dreamliner. Như vậy thì sau 20 năm chuẩn bị, Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam có chuyến bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ, quốc gia có hàng rào pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất trên thế giới. Thế trở lại Việt Nam hôm nay tình trạng lây lan như thế nào Hồng Tư? Thưa quý vị, ngay tại Việt Nam thì số ca lây nhiễm ngày hôm nay do Bộ Y tế công bố lên đến 10.250 ca và có 9.641 ca tại 59 tỉnh thành. 609 ca ghi nhận ở Bình Thuận bổ sung từ các ngày trước đó, tăng 1.647 ca so với lại số ghi nhận vào hôm qua. 24 tiếng vừa qua thì 5.881 ca được phát hiện ở những khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. 4.369 ca đang điều tra dịch tễ, trong đó thì An Giang giảm 178 ca, Hà Nội giảm 81 ca, Long An giảm 36 ca. Các tỉnh tăng ca nhiễm là Tiền Giang 171 ca, Cà Mau 125 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 122 ca. Trung bình số ca nhiễm mới mỗi một ngày được ghi nhận trong vòng 7 ngày vừa qua trong nước là 8.557 ca cho một ngày. Tiền thể muốn nghe Hồng Tứ nói về vấn đề chương trình của chính phủ có nghiên cứu và báo cáo cấp có với tất cả những cơ quan có thẩm quyền về việc lập quỹ phòng chống COVID-19 trên cơ sở quỹ vaccine. Dựa theo nghị quyết phiên họp chuyên đề tháng 11 của chính phủ vào ngày 16 tháng 11, nêu nội dung trên đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác công tư, phát huy vai trò của y tế tư nhân trong việc phòng chống đại dịch. Chính phủ lưu ý các biện pháp y tế phải dựa trên 3 điểm chính là cách ly chặt, nhanh hẹp và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể. Cách thứ hai là xét nghiệm nhanh, khoa học hiệu quả và nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Và cuối cùng là điều trị từ sớm, từ xa, từ những cơ sở và phải bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế gần nhất và sớm nhất. Trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đề cập đến việc xây dựng quỹ phòng chống dịch và quỹ an sinh xã hội. Ông nói lập quỹ phải theo luật pháp nhưng sẽ được chủ động hơn trong việc sử dụng. Đây là định hướng nhưng phải bàn bạc để đưa ra kết quả thống nhất. Một vài tin sáng nay chúng tôi nhận được từ tờ báo Tuổi Trẻ là hiện nay quỹ phòng chống vaccine của Việt Nam còn ở trong kho. Hồng Cứ có thể nghĩ đến con số là bao nhiêu không? Bao nhiêu thế anh? 30 triệu vaccine và liều vaccine mà Việt Nam cho biết rằng là còn nằm ở trong kho để dự trữ. Và trên 100 triệu liều vaccine đã được chích ngừa cho dân chúng của Việt Nam. Không biết sự thật thì như thế nào. Nhưng nếu mà sự thật như vậy thì cả là một cái tin vui cho cái sự phòng chống COVID-19. Và trong lúc đó thì tất cả các hoạt động thường xuyên mà chúng ta nghi ngờ rằng có thể đem đến vấn đề lây lan cho vấn đề COVID-19 thì hiện nay đã được mở rộng. Bao gồm tất cả những vấn đề gọi là spa, karaoke, vũ trường xe ôm công nghệ được hoạt động nhưng với có điều kiện mà thôi. Bên cạnh đó thì sáng nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị theo dõi về đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thì hôm qua đội tuyển Việt Nam lại thép một thất bại trước đội tuyển Saudi Arabia với tỷ số 0-1 ở phút 37 của hiệp đầu. Một trong những tiền đạo nổi tiếng của Saudi Arabia đã đưa bóng vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Như vậy trong tiến trình mà thi đấu cho giải vòng loại World Cup, Việt Nam chưa tạo được một cái điểm nào, mặc dù có thể nói đây là lần đầu tiên Việt Nam được tham dự giải vòng loại vô địch bóng đá ở tất cả những cái trận gọi là sơ bộ. Đó là một vài tin mà sáng nay chúng tôi muốn gửi đến. Ngoài ra Hồng Tứ còn muốn biết thêm những tin tức gì nữa không Hồng Tứ?
Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì cũng có một thông tin liên quan đến công ty Amazon của Hoa Kỳ. Công ty này đã bị phạt 500.000 Mỹ Kim và chịu các biện pháp giám sát vì không thông báo cho giới chức về ca lây nhiễm mới ngay tại cơ sở ở tiểu bang California. Tổng chưởng lý California Rob Bond cho biết Amazon đã không thông báo đầy đủ cho nhân viên kho hàng, cùng với lại các cơ quan y tế địa phương về số ca nhiễm virus, gây khó khăn khi theo dõi sự lây lan. Amazon, tập đoàn có trụ sở ngay tại Seattle, Washington, đã tuyển khoảng 150.000 nhân viên ở California, phần lớn làm việc tại 100 kho hàng, nơi đóng gói và vận chuyển các kiện hàng ở đây. Ông Bond cũng nói thêm hành động giấu ca nhiễm của công ty đã khiến cho rất nhiều nhân viên sợ hãi, bất lực và khó đưa ra quyết định sáng suốt để bảo vệ bản thân cũng như là người thân của họ. Thưa quý vị, đó là một vài những sự kiện liên quan đến COVID-19. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì cũng muốn nhờ anh Đoàn Trọng cho biết thêm về vụ kiện liên quan đến chùa Bảo Quang đã đi đến đâu thưa anh? Vâng, đây là một trong những sự kiện mà cộng đồng người Việt, đặc biệt là tất cả những tín hữu, tất cả những là đồng hương Phật tử muốn theo dõi. Đã 2 năm qua kể từ khi Hòa Thượng Thích Quảng Thân viên tịch đến bây giờ thì vụ kiện đã được đưa ra trước tòa tối cao, thượng thẩm tối cao của quận Cam của chúng ta. Và ông chánh án Sloster đã đưa ra một cái phán quyết, và nếu trong những cái phán quyết này không bị kháng cáo lại trong vòng 2 tuần lễ tới thì có thể nó sẽ trở thành hiện thực. Việc trước tiên là phán quyết có tên là phán quyết A. Tòa phán lệnh rằng VABCBOD, tức là Vietnamese American Buddhist Center, tức là Hội đồng Quản trị Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Bảo Quang, có quyền điều hành và kiểm soát các tài sản khác nhau về việc hoạt động của VABC. Đó là phán quyết thứ nhất. Phán quyết thứ hai là gọi là phán quyết B. Tòa phán lệnh rằng VABCBOD, tất nhiên là Ủy ban điều hành và kiểm soát tài sản của ban điều hành của Chùa Bảo Quang, được quyền điều hành và kiểm soát tài sản địa ốc ở địa chỉ số 713N đường New Hope, thành phố Santa Ana, tức là ngôi Chùa Bảo Quang. Đến phán quyết B, tất nhiên là tòa án phán lệnh rằng VABC và BOD có quyền điều hành và kiểm soát việc thu tiền cúng dường. Phán quyết D, tuy nhiên là tòa án cho rằng Chùa Bảo Quang, ban điều hành Chùa Bảo Quang có quyền điều hành tất cả những tài sản và tích sản ở trong địa hạt của Chùa Bảo Quang. Đó là kết quả của một vụ thưa kiện. Và bên cạnh đó thì hai nhân vật, đó là ông Tony Bùi và ông Phúc, sẽ phải trả một cái số tiền lên tới 18.100 đồng cho cái án phí mà đã liên quan đến vụ kiện này. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới chuyển động trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồng Tứ và Đoàn Trọng xin chúc cho quý vị luôn có nhiều sức khỏe và luôn có được bình an. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào chương trình trong sáng ngày mai cũng trên hệ thống của đài truyền hình SET TV. Xin được gửi lời chào.